chào các bạn. Chào bạn đến với kênh Anh Thời Đại TV nha bạn. Ủa rồi nay Trọng đâu rồi? Trọng nay chắc ở nhà nữa thầy ơi. Đúng rồi, nhà. Nhà làm gì? Thường thường thì nó nói tụi em là nó ở nhà phụ mẹ, mà giờ này không thấy nó vô chắc nó ở nhà phụ mẹ nó rồi. Có chuyện ngu quên đó mày ơi. Ủa rồi sao nó không xin phép thầy? Mà nó cái điện con thầy chưa? Chưa. Dạ ngu quên nữa rồi. Dạ coi chừng nó ngu quên nữa rồi đó. Vậy là phải tháo cổ xe nó. Rồi thôi trừ lương nữa. Vậy là cho nó nghỉ bữa luôn đi thầy. Rồi ok. Rồi hôm nay Nam thầy tính quay clip gì cho các bạn xem? Sinh tồn. Sinh tồn được á thầy. Đúng rồi. Ok. Sao hai người phát sinh tồn với vậy? Không mệt chết luôn. Sinh banh đây. Sinh tồn. Banh. Sinh tồn nó không chịu mà đồ quýnh banh. Quýnh banh ngon hơn. Theo em hôm nay là anh em đề cử cho tôi đây. Hôm nay anh em mình sẽ làm clip trò chơi nha các bạn. Chơi gì mày? Chứ tao không thích chơi trò chơi đó. Sao không chơi mày? Chơi trò chơi vui cũng chết luôn, không chịu chơi. Đúng rồi đó. Đúng rồi thằng. Thầy thấy cũng vui mà. Sao anh thầy nghĩ sao vui? Mà chơi đó thì cũng vui á. Mà có đẹp bữa trò chiến dịch đó thối quá. Vì nhà em gọi 4 đứa bịch xà bông luôn mà nó không hết thối. Mẹ không cho em ngủ chung luôn. Lắm lắm. Mẹ không cho ăn cơm chung chứ không cho ngủ chung. Lớn già đầu ngủ chung mẹ lộn. Ai còn ngủ chung mẹ không ấy? Nghĩ sao hả? Em lộn mà. Không lộn chứ ai. Không chứ lộn, chịu lộn là thiệt luôn á. Thiệt chứ bộ, coi chừng có luôn á. Sao em ngủ chung mẹ em biết? Em ngủ với nội không à. Trời ơi. Em có đâu mày, tới nữa cả. Ngủ chung rồi, ba mẹ ngủ đâu? Ủa ba ngủ đâu? Ba ngủ chung em. Ba ngủ chung với mẹ, em ngủ với phòng. Có rồi thầy ơi, được. Tóc thầy dài đúng không? Mình nói chứ giờ muốn chơi chơi đúng không? Đúng rồi. Giờ thầy sẽ suy nghĩ tạo ra game show. Game show nhưng mà phải có giải thưởng mới chơi. Chứ tất nhiên. Game show trò chơi. Nhưng mà trò chơi nào hay mấy em mới chơi tụi chứ ông thầy. Lựa mấy trò chơi gì mà toàn là chạy đua rồi tặc dép đâu không sao chơi. Không chơi thôi. Thôi chơi mà ông thầy có giải thưởng là tụi em chơi hết, tụi em không có sợ. Đó người ta đưa ra là muốn chơi gì cũng phải được. Ok luôn nhưng mà phải có giải thưởng. Ừ. Ok, ok nhưng mà không được thối. Rồi. Để coi. Để tối không được ngủ với mẹ hả? Ok. Ê lộn. Rồi nếu như các bạn muốn biết ông thầy suy nghĩ cái game show gì cho mấy anh em mình chơi thì nhờ các bạn đón xem vào video. Ủa? Dạ đi luôn đi. À, dạ mấy anh em mình đi luôn nha các bạn. Đi go. Nó dám mà hay nói. Được chơi đơn giản thôi. Giờ okay. Có 5 chai nước đúng không? Okay. Ok. Điểm xuất phát của mình là có cái mức ở đẳng á. Đây. Với cái mức ở đây. Giờ, ok. Giờ 5 đứa là một đội. Giờ sẽ có một người lên xây nhiều voi, xây 10 vòng. Rồi xong mình sẽ lại uống chai nước này. Uống xong tại đây xây thêm 10 vòng nữa. Là kết thúc xong tới người tiếp theo. Chai nước. Hai là xây xong trên này mình đi về đây đúng không? Là không. Hiểu không? Uống xây 20 vòng mà phải uống hết chai nước này. Xây 10 vòng hả? Rồi uống chai nước rồi xong. Ý thầy là xây 10 vòng đây, uống xong anh chỉnh xây 10 vòng là xong. Đúng rồi, rồi. Xong đó, tới người tiếp theo rồi. Thì nào tới hết thành viên người cuối cùng là kết thúc trong 10 phút. Cái gì? 5 thằng mà 10 phút sao chứ được? Anh em. Ý là hay là mỗi thằng 2 phút rồi. Rồi cái này mới được. Đúng rồi, nhanh mà, cái đó xây vòng vòng mau mà. Rồi chơi luôn. Phải có cái này nè. Hả? Có chứ. Rồi, ok không? Hiểu chưa? Giải thưởng mới có động lực. Nhưng mà hiểu được chơi chưa? Hiểu rồi. Rồi. Hiểu đúng không? Đúng rồi. Thì giải thưởng giờ giải ao làng thôi, 500k. Thì tao lấy cái giải rồi. Vậy ha. 500 chia cho 5 thằng á, thằng được 100. Thằng nào làm được thì nó lấy chứ chia vậy. Giải ao làng cũng chỉ sửa thôi được rồi. Mình là một đội phải đoàn kết. Mày không nghe câu đoàn kết là chết hết. Mình đi ăn lẩu. Đúng rồi. Ha. Ok, không cho mày ăn. Không cho mày à. Thầy đâu chung nọ đâu. Thôi giờ vô luôn đi thầy ơi, nói vòng vòng lãng gì. Rồi hồi vô ha. Rồi cho okay. Gái làm trước. Rồi ok. 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 Rồi vô. Vô. Bây giờ cái trò chơi này lấy giải thưởng 500k đúng không? Đúng rồi. Bây giờ giải thưởng chỉ có 10 phút thôi. Đúng. 5 thằng mà chỉ được 10 phút là mỗi thằng được 2 phút. Ok. Mà riêng gái là 5 phút rồi. Đúng không? Thôi phải cho nó đi trước. Mình nói làm sao mình mới rút kinh nghiệm được. Ok. Thằng ai tới anh Di cho tới thằng Thẳng luôn đi. Thẳng rồi tới em cho. Hai thằng bay là hai thằng cuối đi sau. Ok không? Anh đi đi để em biết đú em sao. Là hai thằng bay phải ngồi canh thời gian á. Thằng tụi bay nhanh mà. Gì vậy? Mình đâu được canh thời gian đâu. Thì mày coi mày đếm, mày ngồi mày đếm nhiếp miệng thời gian. Ok. Ok không? Ok. Giờ làm cái giải thưởng 5 thị đó là cho ngái đi trước luôn. Xong rồi em cho chú em muốn xong là giải thưởng của em.
đúng không? Không, mình là đồng đội, phải đoàn kết. Đúng rồi, phải đoàn kết. Đoàn kết. Rồi, kết. Vậy nha. Ok. Đi trước nha. Ok, okay. Mà chắc không bay. Chắc, tin tưởng em đừng, 1 phút à. Đừng, sao mọi cưng, cưng, đừng, đừng xe sao chống đồng em 5 phút chữ. Nó lên nó có cái 9 phút, cái anh em mình lại nó luôn. Cái xây chống đồng đó. Thôi, nói chung là vậy luôn đi. Giờ quăng 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 mất thời gian nữa. Không. Cho xem chưa? Cho bây giờ tay mình có đứa gái à. Cho ái đầu tiên chứ mà ái trước. Dạ, có đứa gái mà cho đầu tiên vậy. Hiểu không? Đó là cho ái xây đầu tiên chứ mà cho ái trước. Rồi xong chưa? Lâu quá vậy. Là nhưng mà xây được không ai? Tin tưởng em. Thấy mắt giật giật kỳ quá à. Đúng rồi. Đừng có xây xây cái cuối động đây lủng lỗ đi. Nhưng mà nói chung là có gì thì anh em hỗ trợ ok không? Ok. Rồi. Okay. Vô luôn. Vô luôn. Rồi chơi ha. Mấy hồi xong đó. Rồi hay có điện thoại bấm giờ nè. Vô. Vô. Vậy chưa? Danh cho ái là em là đội trưởng đó nha. À. Và chừng nào em kêu bắt đầu là mới bắt đầu. Ok. Em đặt biệt danh trái là biết biết đứa một. Biết đứa một là gì? Là biết đứa một. Rồi, biệt danh của tao mày thầy hỏi. Rồi rồi. Rồi vô. Rồi giờ thầy bấm vào nha. Mau. Đi ra cho tao quay nè. Rồi rồi. 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 Đi. Ủa biết đứa một. Nào em bắt đầu mới bắt đầu nha. Thầy bấm trước là nghỉ chơi với thầy á. Rồi vậy chưa? Mau. Bấm trước là em lấy năm sĩ á. Thầy chưa bấm nè. Quay bắt đầu. Chưa bắt đầu em kêu được. 1, 2, 3 xây đi ai bắt đầu bấm biết đứa một ba đầu xây bốn rồi thằng trời đây nè đây nè đúng rồi trời lên ngồi xuống cho tỉnh ra ngồi xuống mình lớn đây là biết đứa một để uống nước uống nước giác thằng xây con lên con lên sao bắt chị đứa gọi đeo ơi biết đứa một em làm người soi im. Trời ơi, thấy nước dữ lắm rồi. Ông ơi, dục chạy đi cùng dẫn con rồi nha. Xây đi. Rồi xây mùa dao mùa dao, mình thấy đàng hoàng nha. 2, 2, 3 mời rồi, né cho ngang lưng tao. Ấy, ấy, đằng kia, đằng kia, đằng kia, đằng kia. Đằng kia, đằng kia. Đây, đằng đằng. Ai, mà theo bây giờ là họ là biết đúng ai. Đó là thấy đúng ai nha bạn. 4 5 6 7 8 9 10 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 mà xuống biết đứa mày đang coi ngậm rồi để khen nước ngậm nước đầu tiên trong cuộc sống. Biết đứa mày ăn nước lắm hả thôi sao 10 năm quá không có nước lẹ hết hết thời gian nhanh đi biết đứa ai này trễ quá trừ luôn em nó cung bây giờ không lấy mày hơi cùi hơn em đúng rồi lẹ lên. Rồi 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 lẹ đi sắp hết thời gian rồi lẹ rồi lẹ đi tao đây nè buồn quay vô ôm nó sai hả quay đi quay đi rồi 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 hai đứa ngồi đứa đây hai đứa này không được đi đó cái gì quay đi anh mình làm việc cho anh cho anh như nè biết đúng ba nha bạn. 4 5 6 7 8 9 10 trên chú vô cái nữa rồi cái này 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 biết đứa ba sau 18 năm sống thì đã biết cách uống nước nha. Anh này mình lẫn cấp rồi. À không nha, tao đút luôn à. Để cho nó uống nhanh đi. Rồi vô. Rồi sai. Vậy sai. Ê sao bung nha. Sai. Không biết nước thầy cũng tính nè. Sai. Sai. Cung đầu xuống xe xuống. 3 4 5 6 7 8 9 10 Thắng lại đi. Mời gọi dục cái xỉu rồi kìa. Bạn tấm sát đâu đừng mạnh đừng ai nó đây đây là không đầu xuống ba giò nó cao
Đây là mình đặt tên là cho hãng là Video 4 nha bạn. Video 4 là gì? Chết rồi anh. Cái nữa. Rồi rồi. Rồi đi. Rồi đi luôn. Kính đi. Để cho nó tự đi luôn. Ôi sao chết, kính đi, không được kính đi. Em chơi đàn bạn. Thằng Video à. Thằng Video 1 với Video 2 không làm được gì hết á. Nhờ Video 4 nè. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Quay quá khát nước. Nói nói. Ai không nhận không có giải thưởng luôn nha. Thầy không chơi đi. Thầy châu. Không. Chơi ra thầy không chơi giải thưởng á. Bảy cái. Bảy rồi. Còn cả nữa. Còn cả nữa. Trời. Đứng dậy. Mời gọi anh ta ngay đi. Bỏ nó đi. Tới một chuyện được. Ủa tới ai hả? Tới ai hả? Thằng Bidu 2, Bidu 3, Bidu 4. Mình làm được gì? Còn có mình thận hả? Tới giùm coi. Mới có 5 phút hả? Chờ mới 5 phút hả? Từ thôi, từ từ thôi. Mà chạy đi, đừng có quay nữa. Từ thôi, còn sớm lắm mới 5 phút. Nhanh đi. Từ. Cái gì? Giờ anh ba, trời. Giờ anh ba xây đi. Ba để tay đàng hoàng lại chứ đúng rồi. Kẹp lấy cái này nè. Nắm cho cái đầu tay, cái tay này để thẳng xuống. Rồi. Rồi. Mấy rồi? 1 2 3 4. Ra cho anh ba quay coi. 4 cái anh ba xỉu luôn kìa. Làm cái gì á trời. 5. Từ từ. Ôi sao ngược kìa. Chùm cuối tự. Rồi chùm cuối. Sao? Chùm cuối không làm anh em thất vọng. Trời ơi thằng này nó quằn dữ trời. Uống từ thôi, uống nhanh chị. Biết vô, ông thầy ông vụ á, ai mà nhiều. Coi sức chiêu nè. Ôi, con chừng ông thầy ông vụ. Ai có thời gian cho thầy thiệt đó. Mới 6 phút nè. Nó chưa mùi. Say. Lẹ lên, thời gian rồi. Lẹ thời gian rồi. Lẹ 2 phút mà, lẹ lên. Say. Cho nó say ở đây luôn đi, khỏi đi ba bạn. Không, phải đi qua đây mới được. Rồi, say đi, 10 vòng. 1. Trên uống này không cho phun ra thầy cho chai nước nhiều cũng chết luôn không có nổi đâu. Nước có rồi nhiều. Sao? Giờ thua rồi chung chứ không có chơi gì. Là tuyệt chiêu, thầy thấy thôi, thằng biết đứa 2, biết đứa 3, biết đứa 4 không? Biết bú gì thôi biết. Nhưng mà bây giờ ông này chơi cái thưởng đàng hoàng chứ trời. Chơi vậy còn đòi gì nữa. Đúng rồi. Thấy biết đứa 1 không? Biết đứa 1 của em rất cố gắng. Ông thầy sao? Chơi cái thưởng cho em mệt lắm rồi đó. Cái mặt kìa. Cái gì? Giờ mà mỗi đứa ra quay 100 vòng đi thì cho giải thưởng. Không, gì kìa. Thôi, chơi kỹ thầy chú rồi cho giải thưởng đi. Chỉ nè, chỉ 200 vòng nè, vô xây đúng 1 vòng thêm 2 số 0 vô. Ừ. 6. Đúng rồi. Đúng không? Luôn. Chị thầy khen thầy. Thầy cho giải thưởng đi thì làm gì lâu chứ hả? Em thắng mà, em không có phun, em chơi rất là fair play với thầy. Đúng rồi, em đâu có phun đâu. Em chỉ nhã à. Chỉ nhã. Chị cho giải thưởng. Giải thưởng này. Trời. Đúng rồi. Em ơi. Em. Ai? Ai cầm cái camera đây. Không thì bây giờ nè. Nếu như ông thầy ổng đồng ý tem chơi vậy thì giờ ông thầy vô chơi luôn. Đúng rồi. Em chơi. Ông chơi ông thầy chung giải thưởng cho tụi đúng em. Đúng rồi. Và biết đúng 1 không làm được gì. Là cho đi ra chỗ khác. Đúng rồi. Là bú là gì mấy đứa? Là biết đúng 1 không làm được lấy 50. Mấy em thằng 100 là trừ 50 cái thầy là biết đúng 1 được 50. Thôi chứ cho cảm nhận gì trò chơi đi rồi thầy trao giải thưởng.
Cảm nhận của em là thấy tám ông mặt trời vậy thầy. Tám ông mặt trời luôn hả? Đúng rồi. Đi giống như dậu xỉn đó thầy. Uống nước xỉn chưa? Uống nước xỉn đó thầy. Chưa đó giờ có nhậu xỉn không? Không. Không hả? Xạo quá bơi. Còn em là đội trưởng của đội bí đú. Tao đội trưởng mày đội phó. Mình là đội phó của đội bí đú. Thì bí đú một đầu tiên giới thiệu bí đú. Bí đú một là không làm được gì hết. Nói chung là ok. Cứ lãng xẹt luôn. Không làm được gì mà ok. Rồi cho cảm nhận. Em hả? Em đội trưởng em cảm nhận sao chứ? Hai đứa này trước, em là đội trưởng mà. Thích em cảm nhận trước. Theo như mình trò chơi xây dò dôi uống nước này nha các bạn, thì khá là thú vị luôn nha các bạn. Các bạn nào mà tụ họp anh em về chơi nó vui lắm bạn ơi. Chơi mà quay phim lại các bạn, quay trực tiếp đồ hơi bị vui nha các bạn. Như mấy anh em mình vậy đó các bạn. Nói chung là trò chơi này vui nhưng mà nó nhức đầu lắm bạn ơi. Nhức đầu lắm. Mắc ói luôn á. Trên nền cát nha, đứng trên xi măng giống tụi mình nha. Nó bị chóc nước sơn á. Chóc nước sơn. Rồi anh Thẳng, anh nghĩ gì? Anh Thẳng đồng sao nằm luôn rồi uống ngồi anh mình. Anh Thẳng là rồi, rồi giờ quay xong phải không? Uống như nước xong có quay cái nữa là té xuống là giờ hiện tại giờ đang rất là mắc ói. Thôi đừng nói đó, đừng nói. Cái nó bị chóc nước sơn nhiều lắm. Nhưng mà thầy cho chai nước nhiều quá à, uống không hết luôn á. Nửa lít còn nhiều. Chai bự bằng cái đầu em này thầy. Nước có nửa lít rồi. Ủa vậy mà nhiều dữ trời. Nhiều đâu mà nhiều. Rồi cho cảm nhận anh Di. Trời ơi chơi cảm nhận là luôn. Hơi nực nha. Mồ hôi chảy nhiều người luôn. Rồi có gì nữa không? Mà hơi nhức đầu. Đúng rồi. Nói chung hai trăm gì thưởng đi. Thầy hát theo mặt trời. Nói chứ lâu lâu anh em mình tạo game show chơi cho vui vậy mà. Em Xuân Phong đội phó đội biết đúng. Em đội trưởng. Có cái đội phó mà nói hoài ấy trời. Mình đội phó đội biết đúng. Thầy trao giải cho em. Ok thầy trao giải. Vậy trao đội trưởng trao đội phó vậy. Em trao cho anh. Rồi giờ đây đây móc tiền. Đâu móc tiền ra coi. Đây đây. Wow anh em đứng gì nhận thưởng thôi. Tao là đội trưởng tao nhận anh em mà. Anh em đứng nghiêm vô nào. Rồi ai nhận thưởng? Ai? Em. Đội trưởng đội bí đú. Rồi ai? Em đội trưởng mà. Rồi, ai cũng em rồi giờ sao? Rồi đội trưởng nè. Tại vì em là người chơi fair play nhất. Rồi cho ai nhận thưởng luôn. Cho ngái đi ha. Đúng rồi, ai nhận thưởng luôn. Tại ái là gái. Tôi đội phó đội bí đú. Cũng thầy. Mình chọn bên một là người chơi fair play nhất. Wow. Tối giờ thầy ám ảnh đít đít gì? Đít đú gì? Biết đú một, biết đú hả? Biết đú. Thôi, nói chung thì video của mấy anh em mình đến đây cũng khá là dài rồi nha các bạn. Mình chơi trò chơi này nhức đầu quá bạn ơi. Nó ói luôn á. Chèo thuốc vô. Nó cứ sao sao đó, nó cứ nhức đầu kỳ lắm. Ừ. Nói chung là các bạn thấy video game show của mấy anh em mình hay thì nhớ cho mấy anh em mình xin một like. Một đăng ký và nhấn vào cái chuông đó ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Đồng thời để ý kiến nha các bạn. Đúng rồi, giờ mấy anh em mình xin chào tất cả các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye.